Một phó phòng ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa được phát hiện tử vong sau khi rơi xuống từ tầng 9 tòa nhà trụ sở cơ quan vào sáng ngày 28 tháng 1 trong thời gian đang nghỉ phép. Trong lúc truyền thông trong nước trích dẫn nhận định ban đầu từ ban quản lý khu đô thị cho rằng có thể cán bộ này tự vẫn vì áp lực công việc, các ý kiến trên mạng đang đặt ra nghi ngờ xung quanh cái chết của ông. Theo tường thuật của Vietnamnet, ông Nguyễn Minh Long, 43 tuổi, phó phòng quản lý quy hoạch kiến trúc của ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm, được phát hiện đã chết sau khi bảo vệ của trụ sở ban quản lý phát hiện có người rơi từ tầng 9 xuống đất. Cán bộ này đã làm việc cho ban quản lý từ năm 2007 và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, Vietnamnet dẫn thông tin từ ban quản lý Thủ Thiêm cho biết. Tuy nhiên, gần đây vào ngày 18 tháng 12 năm 2018, ông Long đã nộp đơn xin nghỉ việc với lý do sức khỏe không đảm bảo với áp lực công việc được giao, khả năng quản lý cấp phòng chưa thực sự trọn vẹn và do gia đình đơn chiếc phải sắp xếp thời gian chăm sóc hai con nhỏ. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2018, ông Long nộp đơn xin nghỉ phép từ ngày 24 tháng 12 năm 2018 đến ngày 30 tháng 1 năm 2019 để giải quyết việc riêng gia đình và nghỉ ngơi ổn định lại sức khỏe. Sáng ngày 28 tháng 1, cán bộ này tới cơ quan để làm bản kiểm điểm cá nhân cuối năm và đã xảy ra sự việc trên, theo báo Tuổi Trẻ. Hiện chưa có thông tin gì từ cơ quan điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Long. Tuy nhiên, nhiều bình luận trên mạng xã hội đang đặt ra nghi ngờ xung quanh cái chết của cán bộ này. Một số ý kiến đặt ra giả thuyết về khả năng ông Long bị bịt miệng giữa bối cảnh cuộc đấu pháp lý giữa người dân và chính quyền, cũng như các cuộc thanh tra nhà nước về những sai phạm nghiêm trọng về đất đai ở khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn chưa có hồi kết. Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt vào cuối năm 2005 với mục tiêu biến bán đảo này thành một trung tâm thương mại, tài chính với các tòa nhà cao tầng, khu mua sắm, hệ thống cơ sở hạ tầng tiên tiến hiện đại. Tuy nhiên, việc giải tỏa thi công đã vấp phải nhiều chỉ trích, phản đối của cư dân địa phương. Hàng trăm cư dân đã bị đẩy vào cảnh màn trời chiếu đất trong gần 20 năm qua. Thậm chí có gia đình đã có người tự vẫn vì không chịu nổi uất ức khi bị chính quyền cưỡng chế lấy đất.